lên bờ giờ đi lượm. Ồ kìa. Ồ dài dài đằng kia lớn ngỡn. Đâu đưa em con bự nào bự nhất thử coi. Trời ơi đây. Bắt mà quẩy không nổi thì bỏ ở đây giờ đi lượm lại. Một xô. Trời ơi. Dạ, anh Trình Quy Hương Cuộc Sống Miền Tây xin kính chào bà con cô bác và anh chị em mình ạ. Hôm nay ăn vô bếp với mấy cái món dân dã nữa cả nhà ơi. Cua đồng, cá lau kiến nè. Mình đang mặn mấy cá lau kiến. Thịt nó đỏ tươi đã dễ sợ luôn nè. Thịt nó đỏ nhìn ngon thiệt đã luôn ạ. Cá lau kiến mình lóc xương sống nó ra, cái bắt đầu mình lột xuôi chiều là nó sẽ tróc thịt ra nhìn rất là ngon luôn. Này phải từ tốn. Không kéo này nó dính lại. Nó mình phải lột từ phần đầu xuống dưới thì nó mới tróc. Lột đuôi lên này nó bị dính thịt. Cuối cùng cũng làm xong được cái mớ cá. Trong mớ cá thì lòi thêm con ri cá nữa. Giờ phần này sẽ lóc ra làm hai phần đi. Phần cá nướng với một phần hầm sả của cá trắng. Nó nói hầm sả thì không thể thiếu sả. Nó thấy này cá sả đây ha, với mấy cọng hồ rí. Riêng hầm mình nêm cho nó thơm. Củ cải xong giờ mình phi thêm miếng, chuẩn bị miếng sả để mình phi cho nó thơm cái nồi nước hầm của mình, đồng thời mình cũng chườn ít lại để đập dập. Nói chung 37-22 đi. Phần còn lại mình cũng để vô nồi nước mình hầm cho nó ngọt. Giờ nhà nó cũng hơi bén nên mình đeo phi lê nó cũng dễ. Tươi đã gì dễ sợ. Đó, thịt như thịt bò. Công nhận thiệt. Những miếng gì đi ha. Cái mình ướp gia vị vô mình nướng. Cắt vuột vuột hồi cũng lóc được mới thịt cá ra. Thịt đỏ ao nhìn đã quá chừng. Đó, bây giờ anh sẽ để cái gia vị em chuẩn bị sẵn để ướp cá đây. Đây gồm có đường, muối, bột ngọt, rồi dầu hào, tùm lum thứ trong đây luôn. Trong nhà có gì em làm cái chút vô. Mình sẽ phi tỏi với sả cho nó thơm. Đi làm nước hầm, cho sả với tỏi vô. Với sả cũng thơm mà giờ mình cho cái phần ri cá này vô xào cho nó săn trước. Đó, phần rắn mình cũng đã săn, giờ mình cho nước vô. Đây, phần nước mình đã sôi rồi, giờ mình thả cả lau kiến vô ha. Sau một hồi nung nấu thì bây giờ mình để phần củ cải này vô luôn. Củ cải vừa nói nước nó càng ngọt thêm nữa. Sả, củ cải đồ ha. Rồi đây là một khúng gia vị. Sau một hồi nêm nếm thì cái nồi cá lau kiến hầm củ cải của mình cũng tuyệt vời rồi. Thì mình cho xuống để mình lên thang. Đó, cho xuống đi. Quá ok luôn. Lên thang để mình nướng cái phần cá kia cái nữa. Sau một hồi chờ đợi thì than mình nó cũng đã hồng lên rất là ngon rồi. Giờ anh sẽ để cá ướp sẵn này lên nướng. Mới để lên là cái gia vị nó chảy xuống than thơm lừng luôn.
cho món cá nướng mình ngon hơn. Tranh thủ ra cắt về cùng Huế với mấy cọng rau sống ăn chung. Cá lại mấy cọng cải ngon ngon này nữa. Gối với miếng cá kia này còn gì bằng nữa. Cây giác sừng này đậu nhiều quá, mình làm bớt vài trái vô ăn kèm với mấy miếng cá cho nó đã miệng đó. Tới nái luôn nè, vô luôn được một xề. Sau một hồi lật lật trở trở thì phần cá của ăn nướng nó cũng đã chín rồi, nó vàng tươi luôn, thơm quá thơm. Giờ mình cho ra dĩa và thưởng thức thôi. Đại tiệc của cá lưu kiến của ăn bây giờ bắt đầu, mời cả nhà cùng nhập tiệc với ăn nha. Cá nướng đừng miếng cho to ha. Wow, 5 miếng muối tiêu chanh cắn cái đi. Ngọt miếng dai hết nói nổi luôn, luôn thấy ức sừng quế vô thơm rồi vô. Cá này dày ăn gần như là thịt già vậy. Ngon hết sức ngon. Món cá nướng. Giờ mình tới món cá hầm củ cải trắng chấm nước mắm ớt ha. Miếng cá vô luôn cả nhà ơi. Miếng gì ai miếng ớt vô. Miếng cá lục kiến không em, nó dài ghê luôn. Cá thiên nhiên này mà xuống mương nó đào hang thì thôi, hang nào hang mấy bỏ phải mò bắt được luôn, lỡ bờ hết. Cá này ăn là gì? Đúng rồi, trước giờ mình ăn chỉ ăn nướng mọi không à. Hôm nay nghĩ nghĩ tới tôi chỉ cá trắng với lại nướng. Đây là bữa đại tiệc cá lưu kiến của anh. Cây nhà lá dừa, ra hồ bắt mò mò mắm mắm. Chính mình lấy con về nướng ăn, công nhận rất là ngon luôn. Vô tình được cái con này kèm theo nữa, thành ra làm cho nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Đến đây em xin kết thúc video nha. Gặp lại bạn sau. Không biết tôi là ủng hộ cả nhà. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh và bấm chuông để đón xem những clip tiếp theo của anh nha. Chào tạm biệt, gặp lại ạ. Chào.